Mơ ước sở hữu nhà, công chức cần vài trăm năm mới đủ khả năng. Thông tin từ báo Lao động cho biết, vào sáng 21 tháng 11, Quốc hội thảo luận việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại. Phát biểu ý kiến, đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết sẽ có rất nhiều vấn đề phải lo, cần được xem xét khi thí điểm nghị quyết này. Theo đại biểu, thí điểm về đất đai sẽ khác với các chính sách khác, bởi một khi đã xây dựng các công trình trên đất và đã chuyển đổi mục đích sẽ không có khả năng khắc phục được nữa, và những tác hại, hệ lụy sẽ khôn lường. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó có an ninh lương thực, về sử dụng đất đai, việc thí điểm này cần được xem xét kỹ lưỡng. Đại biểu băn khoăn việc thí điểm ban hành chính sách này sẽ tạo ra mặt bằng pháp lý như thế nào. Quốc hội đã rất kỳ công ban hành các quy định pháp luật liên quan đến đất đai và bất động sản. Cho đến nay, có thể khẳng định nước ta đã hoàn thiện khá cơ bản hệ thống cơ chế pháp lý cho kinh doanh bất động sản, đất đai, nhà ở, quy hoạch. Theo đại biểu, khi ban hành nghị quyết này, nhà đầu tư không cần phải đáp ứng được yêu cầu của các luật đã ban hành. Như vậy, sẽ có hai mặt bằng pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Đại biểu cho biết, một điều mà cử tri rất quan tâm là hiện trạng các dự án bất động sản ra sao. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu nêu là giá bất động sản tăng phi mã. Người nghèo, người lao động, người thu nhập thấp, cán bộ công chức rất khó để có thể mua được. Người ta tính rằng với một công chức không ăn gì cả thì cũng mất vài trăm năm mới mua được nhà. Đại biểu nói và đặt câu hỏi của cử tri là tại sao không có một cơ chế gì để thí điểm, tháo gỡ vướng mắc hiện tại trong nhà ở xã hội. Theo đại biểu, tại sao cơ chế này không áp dụng gì cả cho nhà ở xã hội mà chỉ áp dụng với nhà ở thương mại? Đại biểu cho biết có nhiều địa phương không vướng gì, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng các dự án thương mại sao cứ phải đồng loạt thí điểm toàn bộ. Do đó, phạm vi thí điểm cần được cân nhắc kỹ lưỡng, không mở đại trà như đề xuất tại tờ trình. Cũng theo đại biểu, trong các tài liệu liên quan đã đánh giá hết tất cả những hệ lụy tiêu cực như chuyện đầu cơ đất đai, mua gom đất chờ lên giá, thu gom đất nông nghiệp. Việc thu gom này không còn là nguy cơ mà đã diễn ra cả chục năm nay. Lý do các hiệp hội, nhà đầu tư rất kiên trì trong việc vận động theo đuổi chính sách này là vì lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận lớn nhất với dự án nhà ở thương mại là chênh lệch địa tô. Nếu đối chiếu theo các quy định hiện hành của luật đất đai, luật nhà ở hiện hành thì dư địa không còn nhiều nên họ mới nhằm vào câu chuyện đất đai của nhà ở thương mại. Đây là điều quan ngại, phải kiểm soát chặt chẽ. Họ mua gom hết đất đai, lại thỏa thuận với nhau để có mặt bằng đất để thực hiện các dự án, đạt mục tiêu lợi nhuận. Đại biểu nói và đề nghị có giải pháp để chống tình trạng mua gom đất đai, hợp thức hóa sai phạm. Đại biểu lấy ví dụ về vụ án bất động sản Alibaba, doanh nghiệp thực hiện nhiều sai phạm nên đã bị xử lý. Trong khi đó, có thể có những doanh nghiệp khác khôn khéo hơn, cũng đang thu gom đất đai, đang chờ để chính sách này được ban hành. Đặc biệt, phải quan tâm đến việc ngăn chặn các nguy cơ, đảm bảo phát triển lành mạnh, không để tình trạng thu gom đất lúa, đất rừng, đất sản xuất diễn ra. Cũng trong kỳ họp thứ 8, đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, mục đích của việc ban hành nghị quyết nhằm bổ sung phương thức tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án nhà ở thương mại mà luật đất đai hiện chưa cho phép. Lý giải về cơ chế dịch chuyển quyền sử dụng đất và phương thức tiếp cận đất đai để thực hiện dự án nhà ở thương mại, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, luật nhà ở năm 2014 được ban hành và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2015, hạn chế hai hình thức tiếp cận đất đai, hình thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất và hình thức đang có quyền sử dụng đất thì xin chuyển mục đích để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Luật đất đai năm 2024 kế thừa quy định này của luật nhà ở năm 2014, thậm chí còn quy định chặt chẽ hơn. Như vậy, đối với các dự án nhà ở thương mại quy mô đất dưới 20 ha, theo quy định của luật đất đai năm 2024, sẽ không có phương thức tiếp cận đất đai vì không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và cũng không thuộc diện được thỏa thuận nhận chuyển quyền hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất, nếu như trong diện tích lũy không có đất ở. Vì vậy, mục đích ban hành nghị quyết này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xảy ra với tất cả các địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh nhỏ, thị trường bất động sản quy mô không lớn,
không có nhiều dự án quy mô khu đô thị 20 ha trở lên. Các dự án còn lại không có phương thức tiếp cận đất đai nên không thể thực hiện được do vướng mắc trên phạm vi cả nước, nên cần thực hiện trên phạm vi cả nước để đảm bảo công bằng, khắc phục cơ chế xin cho, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu. Vấn đề về để đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ đất trồng lúa, đất trồng rừng, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, vấn đề này được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia cho đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cũng như lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Nguồn tin từ báo Vietnamnet cập nhật, mới đây Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án về thu hồi đất, thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ và hai phương án định giá đất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, kinh doanh bất động sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia, đang và sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội. Việc phát triển các dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Vì vậy, việc thu hồi đất để thực hiện các dự án này cũng là để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Báo cáo cũng phân tích rõ việc điều tiết chênh lệch địa tô được thực hiện thông qua việc nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án loại này theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Liên quan đến nội dung này, Điều 128 dự luật đã quy định người đang có quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì được thực hiện các dự án đầu tư nói chung, dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ nói riêng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở. Với quy định này sẽ hạn chế các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ. Trên cơ sở các ý kiến và báo cáo của Chính phủ, dự thảo luật thiết kế hai phương án. Phương án 1, dự thảo luật đã chỉnh sửa theo hướng dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất chỉ là hình thức nhà nước giao đất cho thuê đất, không phải tiêu chí điều kiện để thu hồi đất, chưa phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 18 về quy định cụ thể về điều kiện tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Phương án 2, tiếp tục các ý kiến theo hướng quy định dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ gắn với tiêu chí điều kiện cụ thể thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Quốc hội về nội dung này. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động để tiếp thu, thiết kế phương án phù hợp tại luật hoặc giải trình thuyết phục nếu không thể tiếp thu. Phương án thu hồi đất làm nhà ở thương mại và định giá đất được nghiên cứu kỹ càng sẽ có ảnh hưởng tích cực tới xã hội.